Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ. Kính bạch chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên, chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ cùng chư tăng được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể các bạn có một khóa tu thật là ý nghĩa và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, đây là một buổi chia sẻ Phật pháp chứ không phải là cái gì nghiêm trọng lắm, cho nên đừng có căng thẳng quá. Thầy nói về để nói với chính bản thân thầy. Ngày hôm qua khi mà quý thầy lên trên này thấy các bạn nữ sao mà lên đông quá, thì thầy mới nghĩ là chắc là các bạn nữ thích nghe quý thầy giảng cho nên mới tranh giành nhau lên. Thì thầy cũng lo, hôm nay mình giảng không biết sao đây, thầy lo lắm. Thầy mới nói với các thầy như này, ngày mai đó khi mà Tâm Tiến giảng á, thì quý thầy hoan hỷ là huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ của chùa Hồng Pháp để mà chặn các bạn nữ ở dưới chân cầu thang, đừng có cho lên, lên đông quá là không có chỗ ngồi. Thế các thầy mới nói là nói một câu mà mình thấy đắng. Thầy nói rằng thầy Tâm Tiến nói chuyện có tính chất hư cấu không hề nhẹ. Hôm nay thầy thấy các bạn cũng lên cũng đông đủ đó, cho nên cũng rất là vui. Và để đáp lại cái niềm vui đó thì thầy xin mời toàn thể các bạn chúng ta cùng nhau xem đồng hồ cát. Các bạn để ý ha, xem cái đồng hồ cát thầy sẽ giơ lên các bạn xem. Các bạn ở khu vực khác xem màn hình, để ý cho kỹ cái đồng hồ cát này. Có sự nhiệm màu sắp xảy ra. Các bạn thấy gì không? Cứ nhìn đi đã, phải nhìn mới thấy được. Cát đã hết và các bạn thấy gì không? Vâng, xin cảm ơn các bạn. Các bạn đã phí mấy giây của cuộc đời của mình. Nhiều khi ở ngoài đời nó vậy đó. Nhiều khi mình làm những việc mà nó phí mất thời gian của mình mà mình cũng không biết, rồi sau đó người ta mới cảm ơn mình một câu, đấy là lãng xẹt. Đó là cảm ơn mọi người đã chú ý, vì cái sự chú ý của mọi người đã được chú ý. Thì tuổi trẻ mình cũng vậy. Nhìn chung chúng ta thấy tuổi trẻ mình phí phạm rất là nhiều thứ. Và cái thứ nhất đó là cái thời gian. Mình còn trẻ mà đúng không? Mình nói mình còn nhiều thời gian. Mình phí. Mà mình phí nhưng mà mình không biết mình phí. Cái đó mới là. Người ta nói nếu mà bạn không dùng thời gian của bạn xây dựng ước mơ cho chính mình, thì người khác sẽ thuê bạn để xây dựng ước mơ cho họ. Và các bạn đang dùng thời gian của mình, và Facebook đang thuê các bạn xây dựng cái trang mạng của họ ngày càng phát triển mà chúng ta vô tình không biết. Đó là cái thứ nhất. Thời gian là thứ hữu hạn thôi, nó qua đi nó không bao giờ trở lại. Cái đó là cái thứ nhất mà giới trẻ chúng ta phí. Cái thứ hai đó là sức khỏe. Chúng ta thức khuya, chúng ta dậy trễ, chúng ta phí phạm sức trẻ của mình. Và khi mà chúng ta phí phạm như vậy, không những chúng ta phí phạm một mình, mà đôi khi chúng ta có những hội, những nhóm, chúng ta cùng nhau phí phạm với sức trẻ của mình. Các bạn đi ăn, đi uống, đi chơi, đâu có đi một mình đâu đúng không? Thường là đi theo nhóm. Thì có ba anh chàng này bạn rất là thân. Và đi uống rượu, đi nhậu mà say không biết một cái gì luôn, nhưng mà chỉ biết một thứ là biết gọi taxi để về nhà. Thì khi gọi taxi tới, ba anh bước lên xe. Anh tài xế taxi nhìn thấy ba tay này là thấy là say bí tỉ rồi, không có biết gì luôn rồi. Thì anh này mới chơi một cái chiêu như vậy. Anh đề máy xe lên một cái, xong anh tắt xe. Đề lên được 2-3 giây xong anh tắt đi. Anh nói với ba anh chàng này là đến nơi rồi đó. Ba anh này đâu có biết gì đâu. Thì cái anh ngồi sau á, anh nói: ồ sao nhanh vậy nhỉ?
sai rồi không biết gì cả. Thì cái anh thứ hai, hỏi bao nhiêu tiền, tài xế nói 500.000, móc ra 505.000, bo cho anh 5.000 đó. Và anh thứ ba là anh ngồi trên hàng cùng với tài xế, quay qua tát tài xế một cái. Tài xế sợ rồi, chờ là chắc anh này biết cái mánh khóe của mình rồi. Và anh chỉ thẳng mặt tài xế nói, lần sau á chạy đàng hoàng chứ không tí nữa là gây tai nạn rồi đó. Nói một cách rất là tỉnh. Đó là do uống rượu vào. Có biết gì đâu, ai làm gì cũng chẳng biết. Mà giới trẻ chúng ta cũng vậy. Khi mà xa đà đam mê vào cái gì đó mà nó không tốt rồi đó, mình bị vướng vào đó mình không biết, và vô tình mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và cái thứ ba mà chúng ta phí nữa đó là tiền bạc. Trong này á, đa số chúng ta là xài tiền của ai? À, của cha mẹ, đúng không? Nhưng mà có một vài bạn này xài tiền của cha mẹ nhưng mà rất là chảnh. Chừng nào mà mình làm nó được đồng tiền ha, mình làm được rồi mình xài ha, rồi mình chảnh, nobody cares. Nhưng mà bây giờ mình xài tiền, mình ngã tay mình xin tiền ba mẹ, mà đi thì đi SH, xài iPhone, ra đường thì ngước mặt lên trời, không nhìn thấy ai cả. Nhớ là mình đang còn là học sinh. Nếu mà mình đã đủ khả năng mình làm ra tiền mình xài thì không ai nói gì. Nhưng mà bây giờ còn xài tiền của cha của mẹ thì đừng có chảnh quá và đừng có phí phạm quá. Từ những cái phí phạm như vậy á, các bạn tự nghĩ rằng mình khác người ta với cái hình dung bên ngoài là mình hơn người. Có nghĩa như vậy không? Mình bôi cái này, mình trát cái kia, mình làm cái đủ thứ chuyện lên con người của mình, rồi mình nghĩ rằng mình đẳng cấp hơn, mình là cái level cao hơn, mình thuộc cái dạng gì mà nó không phải vừa mà nó cao. Có ai tự nghĩ như vậy không? Có ai nghĩ rằng mình cao hơn mọi người không? Ví dụ quý thầy có ở đây 5 cái ly, một cái ly vàng, một cái ly nhựa, một ly bằng sứ, một ly bằng thủy tinh và một ly bằng đất. Thầy chế nước dừa vào 5 cái ly. Thầy mời 5 bạn lên đây uống. Có ai lên uống không? Có ai muốn uống nước dừa không? Có nước dừa đâu mà. Cái đó là diện sâu đó nha. 5 cái ly này. Năm cái ly này đừng năm cái ly nước dừa. Cái ly khác nhau nhưng nước dừa thì giống nhau. Và chúng ta bắt đầu uống. Các bạn nâng ly lên đi. Rồi chúng ta cùng nhau nâng ly nào. Đừng có diễn sâu quá. Thì khi mình uống nước dừa đó, thì theo các bạn ly nào thì ly vàng, ly nhựa, ly đất hay ly thủy tinh thì cái nước nào sẽ ngon nhất? Ly nào? Như nhau đúng không? Bà nó ngồi gãi đầu, sao mà thầy nói nghe nó khó hiểu quá. Thì thầy hỏi là 5 cái ly nước dừa đó, cái nước trong 5 cái ly đều là nước dừa, coconut. 5 ly đó mình uống thì ly nào sẽ ngon nhất? Và các bạn trả lời là như nhau. Có ai có trả lời khác không? Rồi, không có ai có câu trả lời khác. Thì đúng rồi, cũng là nước dừa nhưng mà nó chứa đựng trong những cái ly khác nhau. Cái phẩm chất của nước dừa có phụ thuộc vào cái ly không? Thì cũng vậy, chúng ta, cái bên ngoài chúng ta có ảnh hưởng gì đến cái phẩm chất của chúng ta không? Cái vẻ mặt của chúng ta có ảnh hưởng đến cái phẩm chất của chúng ta không? Có bạn nói rằng, thưa thầy, nếu mà vẻ ngoài của mình á, hơi khó nhìn một tí nhưng mà trong tâm hồn mình đẹp thì nhìn mình vẫn xấu như thường.
Thầy nói thầy thua bạn luôn. Cuộc sống của mình không có phụ thuộc vào những thứ bên ngoài. Nhưng mà có một sự thật như thế này, chính vì người ta quan tâm nhiều quá tới cái bên ngoài, cho nên người ta đánh mất cái phẩm chất của họ. Và cũng chính vì giới trẻ chúng ta phí phạm những điều mà chúng ta cho rằng là quan trọng, để chúng ta tìm kiếm cái gì đó mà nó chỉ mang tính chất vô thường. Vô thường là không có thường còn đó. Hôm nay bạn rất là đẹp, nhưng mà ngày mai chắc rằng bạn có đẹp hay không. Bạn chạy theo những thứ đó, xong rồi bạn quên mất cái mục đích chính của mình. Và từ đó bạn bị người ta đem ra so sánh với một người, một người đó mà ai cũng ghét. Người đó rất là nguy hiểm. Người đó rất là cao to, học giỏi, dễ thương. Đó là con. À, con nhà người ta. Cái bạn con nhà người ta. Hầu như 95% là bị so sánh với con nhà người ta. Trong này không ai bị so sánh với con nhà người ta không ạ? So sánh con nhà người ta chưa đủ đâu. Còn là hồi nhỏ á, ba mẹ này phải đi làm đồng này, đi bán, đi bưng này, phải đi kiếm tiền lao động mà đi học này. Nói chung là ngoan. Thứ hai, ba mẹ không bao giờ cãi lời ông bà cha mẹ này, lúc nào cũng nghe lời này. Nói chung là ngoan. Thứ ba, ba mẹ không bao giờ xài smartphone, không bao giờ ăn KFC, không bao giờ đi xem phim. Nói chung là ngoan. Ba mẹ đi học mặc dù thời gian bận rộn như vậy đó, nhưng mà học rất là giỏi. Nói chung là còn con bây giờ con làm được gì? Thằng con mới nói, thưa ba, bằng tuổi ba bây giờ họ làm tổng thống rồi kìa. Cha đứng hình luôn. Rồi có một bạn mới chia sẻ như thế này, thưa thầy, bây giờ con rất tự hào và tuyên bố với mọi người, với cư dân mạng rằng ba mẹ con đã không so sánh con với con nhà người ta nữa rồi. Các bạn thấy ghê không? Thế thầy hỏi, con làm sao hay vậy? Thế bạn ấy mới nói rằng, thưa thầy, ba mẹ con không so sánh con với con nhà người ta, nhưng mà ba mẹ con so sánh con với con bò. Nhưng thầy muốn chia sẻ với các bạn không phải để cho các bạn nghe mình sự so sánh nào cả, mà chúng ta phải nghĩ rằng đừng có để những cái suy nghĩ của người khác áp đặt lên mình và mình tin đó là sự thật. Có một câu nói rằng đừng để những tư tưởng của người khác áp đặt lên suy nghĩ của mình, và điều đó không nhất thiết phải là cái thực tài của mình. Nói lại một cách dễ hiểu như thế này này, tư tưởng của người khác hoặc là suy nghĩ của người khác về mình không nhất thiết phải là thực tài của mình. Có nghĩa họ nghĩ về mình như thế nào, đâu nhất thiết mình phải lấy cái đó để mà áp đặt vào cuộc sống của mình đâu, đúng không? Mình có phẩm chất riêng của mình, đừng để bất cứ ai áp đặt tư tưởng của họ. Albert Einstein mới nói một câu như thế này, in English: everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Có cần Việt sắp không? Ông ấy mới nói rằng á, tất cả chúng ta đều là thần đồng. Bạn này, bạn đó, bạn đó, bạn kia, tất cả chúng ta đều là thần đồng. Nhưng nếu chúng ta đánh giá một cái con cá bằng khả năng leo cây của nó, thì nó sẽ luôn luôn sống cuộc đời của nó và nó tin rằng điều đó quả thật là ngốc nghếch và nó sẽ không bao giờ làm được. Bởi vì nó tính là nó không có khả năng leo cây, bởi vì bản chất của sự đánh giá đã sai lầm rồi. Cái người ta đánh giá vào mình đã sai lầm rồi, và mình cứ tin vào đó, mình đánh mất cái bản chất thực sự của mình, cái khả năng thực sự của mình. Chúng ta phải nghĩ rằng
Không ai là vô dụng cả. Mỗi người đều có một khả năng riêng. Ví dụ như một cánh đồng, nếu các bạn không trồng được lúa thì các bạn trồng gì? Trồng khoai. Không trồng được khoai thì trồng gì? Trồng dưa hấu. Không trồng được dưa hấu thì chúng ta trồng gì? Dưa gan. Mấy bạn này thích ăn dưa nhỉ? Không trồng được dưa gan thì chúng ta trồng thứ? Nếu mà không trồng được thứ gì nữa đó thì mình cho thuê hoặc mình xây nhà, mình chuyển qua đất thổ cư, mình xây nhà, đúng không? Không có cái gì gọi là vô dụng cả. Bất cứ cái gì đều có cái hữu dụng của nó. Nhưng mà bởi vì chúng ta này, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, chúng ta bị tư tưởng của người khác áp đặt lên mình, tư tưởng của người khác nghĩ về mình và nói cho mình trước mặt hoặc là sau lưng, và chúng ta tin chắc rằng điều đó là điều của mình, mà cuối cùng chúng ta đánh mất cái mà mình thực sự có. Bởi vì vậy cho nên trong các cuộc thi đại học hoặc là tốt nghiệp, tỷ lệ gian lận rất là nhiều. Tại sao như vậy? Bởi vì mọi người nói là bạn phải học tốt như bạn kia, bạn phải giỏi như bạn kia, bạn phải tốt nghiệp đại học, không là ba mẹ không có vui. Trong bản chất của mình á, ban đầu là mình rất là giỏi, nhưng mà do mình phí phạm thời gian, phí phạm sức khỏe, rồi mình lơ là việc học, rồi trong thi cử mình muốn cho hơn người thì mình phải quay cóp. Và các bạn biết không, ở Trung Quốc á, nếu mà ai mà đi thi mà quay bài là bị phạt tù mấy năm biết không? 7 năm. Bởi vì cái tỷ lệ chọi á, là thi là 9 triệu học sinh, nhưng mà người ta chỉ lấy 3 triệu người thôi. Tỷ lệ chọi nhau rất là lớn. Và như vậy các bạn ấy phải quay cóp. Và họ thuê nguyên một cái đội SWAT á, là cái đội phản ứng nhanh á, để mà giám thị các phòng thi. Còn đối với Hàn Quốc, ngoài việc các bạn biết là phim Hàn, các sĩ Hàn, thì các bạn còn biết gì về Hàn Quốc nữa? Thầy nói một cái rất là nổi trội ở Hàn Quốc bây giờ, đó là tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới rơi vào sinh viên, học sinh. Họ bị áp lực. Cái tâm lý chung của giới trẻ Hàn Quốc bây giờ là phải học cho giỏi để vào một trường học danh giá. Học giỏi không đủ, phải đẹp nữa. Cho nên tâm lý chung của họ khi ra trường là phải có cái bằng của một trường đại học danh giá, và phải đẹp mới có công việc. Cái đó là cái trào lưu. Cái trào lưu. Bữa trước thầy có một cái phóng sự làm về Hàn Quốc, thì thầy thấy những người được phẫu thuật rất là đẹp, mà cái ông bác sĩ phẫu thuật ông xấu lắm. Thầy mới hỏi tại sao như vậy. Thì bởi vì những cái người trẻ mà ham muốn cái sự đẹp bên ngoài á, họ đi phẫu thuật những cái người bác sĩ đó. Họ có phẩm chất, họ có những cái tài năng rồi, họ đâu cần cái bên ngoài đâu. Họ xấu nhưng mà họ làm ra tiền, họ thành công. Rồi vì những cái so sánh, những cái áp lực như vậy mà có nhiều người rất là bất chấp. Có một anh này anh đi xin việc, thì trong cái CV của anh á, là anh ghi là tôi có khả năng làm toán rất là nhanh, nhanh hơn tất cả các nhà khoa học trên thế giới. Người ta đọc vô người ta sững sờ, người ta mới gọi anh ta vào phỏng vấn. Thì hội đồng thẩm vấn á, mới hỏi anh ta rằng, anh ghi rằng anh làm toán rất là nhanh, đúng không? Anh ta nói, vâng. Thì người ta mới đưa một bài toán rất là đơn giản, 17 nhân 19 bằng bao nhiêu? Thì anh ta mới nhanh miệng trả lời, 55. Họ nói, cái đáp án nó vừa sai mà không có gần đúng nữa. Anh ta nói, nhưng mà nó nhanh. Nói chung là anh ta bất chấp rồi. Tất cả những vấn đề đó để chúng ta nhìn lại một việc rất là quan trọng, đó là đừng bao giờ để người khác áp đặt tư tưởng của họ lên mình, và đừng tin vào những điều đó. Mình phải làm chủ được cái cuộc đời của mình. Đừng có đem cuộc đời của mình đi sống cuộc đời của người khác. Tối hôm qua thầy ra trước sân chánh điện thì cái gì mà say ô dê ô dê gì đó, các bạn ở ngoài đó cứ ô dê thầy, mới hỏi là cái gì đây, thì mới nói là tụi em là Sky. Rồi thầy làm bộ thầy biết,
Thầy lặng lẽ đi vào search Google, sky là cái gì? Rồi mới biết ra được đó là cái gì. Nếu mình muốn vừa thoát khỏi những tư tưởng, những suy nghĩ của người khác, mình có cái riêng của mình thì mình phải có cái suy nghĩ khác biệt. Phải có cái suy nghĩ khác biệt. Thầy giáo phát cho mỗi bạn một tờ giấy và nói các bạn hãy gấp thành chiếc máy bay, ném lên không trung xem ai bay cao nhất. Thì chúng ta đều xếp máy bay và phóng hết sức của mình lên, lên bầu trời xem cái nào bay cao nhất. Nhưng có một bạn, bạn ấy không có làm máy bay, bạn ấy vò tờ giấy lại, bạn ấy ném lên bầu trời và tờ giấy của bạn ấy bay cao nhất. Cái đó là cái suy nghĩ khác, khác biệt. Mình là người phi thường. Bây giờ nãy giờ nói cho các bạn chưa biết tên của thầy á, thầy tên là Tâm Tiến và thầy muốn hỏi các bạn tên là gì thì sau 1, 2, 3 các bạn đồng thanh nói tên của mình thầy nghe nha. 1, 2, 3. Ủa sao hỏi không nói vậy? Lại nha. 1, 2, 3. Cái này là nháp ha. Rồi mình làm lại lần cuối nha. Các bạn chỉ nói tên một chữ cuối cùng thôi. 1, 2, 3. Thầy đã nghe nhưng mà không biết. Mới nói là cái suy nghĩ khác biệt. Mình phải suy nghĩ khác biệt người ta. Thì hãy chờ các bạn nói xong rồi mình hãy nói để thầy nghe được tên của cái người nói sau cùng đó đó. Phải dùng cái này. Suy nghĩ khác biệt. Và đừng tranh giành. Làm lại á à? Làm lại thì còn gì đâu nữa mà khác biệt nữa. Thầy đã nói rồi. Có nhiều thứ mình tranh giành người ta nhưng mà mình lại là người thua cuộc. Thì có ba người, sếp, thư ký và anh bảo vệ đi tới mà cái tiệm đồ cổ. Họ thấy một cái đèn thần. Thì ông thần trong đèn ông hiện ra. Ông nói tôi sẽ cho mọi người một điều ước và điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Thì cái anh bảo vệ này anh to con á, to tưởng anh giành trước để tôi. Anh nghĩ là chắc là cái đời này là thoát kiếp bảo vệ rồi. Anh dành, anh ước trước. Tôi ước rằng tôi có một cái nhà thật lớn ở Dubai. Có một du thuyền, có một trực thăng và có một cô vợ xinh đẹp. Đó là điều ước của anh bảo vệ. Thì đến cô thư ký này, cô này cũng rất là đánh đá cho nên dành với ông sếp. Cô này ước, tôi ước rằng tôi có một ngôi nhà ở bãi biển Hawaii. Buổi sáng ra tắm nắng, buổi chiều đi ăn cơm ở New York và có một gia đình hạnh phúc. Bụp một cái rồi hai người này biến mất, là điều ước thành hiện thực. Thế đến ông sếp ông mới ước, ông không dành này giờ ông nhường hết ông dành. Thì ông mới nói rằng tôi ước rằng hai cái người này nè phải về làm việc sau giờ ăn cơm trưa. Dành rồi cuối cùng sếp ông nói một câu rồi hết. Đó chỉ là một câu chuyện vui thôi. Nhưng mà để cho chúng ta một cái bài học rằng á, có cái sự suy nghĩ khác biệt và mình phải biết cái thời cơ như thế nào. Hồi nãy có thể hỏi tên các bạn thì nếu mà các bạn biết suy nghĩ khác biệt và các bạn biết cái thời đó, bạn cho các bạn kia nói hết đi. Nói xong rồi mình mới nói to tên mình lên là cả đài chúng này nhìn mình. Ồ... Mọi người đều biết tên bạn và bạn trở nên nổi tiếng. Suy nghĩ khác biệt là thế. Nhưng mà đôi khi cuộc sống nó cũng có rất là nhiều cái nghịch lý. Thứ nhất là chúng ta có những cái lối đi nó rộng hơn này, nhưng mà cái suy nghĩ của mình lại hẹp hơn. Chúng ta có những cái tòa nhà cao hơn, nhưng mà cái sự bình tĩnh của chúng ta lại thấp hơn. Công nghệ thông tin giúp chúng ta gần nhau hơn, nhưng mà lại chúng ta xa nhau hơn. Theo thống kê là có hơn 30 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày trên Facebook. Và 30 tỷ đó, 7 ngày hôm nay trừ đi 3.000 là không được gửi. Nhưng mà có đến
48% số người gửi đó, đó cảm thấy cô đơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn, nhưng mà cái sự khôn ngoan, sự giỏi giang của chúng ta lại ít hơn. Chúng ta có nhiều giáo sư hơn, nhưng mà những vấn đề như giải quyết các vấn nạn toàn cầu, cái biện pháp lại được ít người tìm ra. Chúng ta cố gắng làm sạch ô nhiễm không khí, nhưng mà chính chúng ta lại làm ô nhiễm tâm hồn của mình. Chúng ta đã tách ra được các hạt nguyên tử, nhưng mà cái định kiến của mình lại không tách ra được. Đó là những cái nghịch lý. Chúng ta được bao quanh bởi rất là nhiều người, nhưng mà sự cô đơn luôn luôn theo ta. Ta không cảm thấy hạnh phúc, ta không có người chia sẻ. Mặc dù Facebook chúng ta mấy nghìn bạn, mặc dù Zalo chúng ta mấy trăm bạn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cô đơn. Đó là những cái nghịch lý trong cuộc sống. Bởi vì sao? Chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân của nó. Đức Phật dạy trong bài pháp Tứ Diệu Đế, muốn diệt được khổ thì phải tìm ra được nguyên nhân của khổ. Thì cái nguyên nhân mà chúng ta cảm thấy như vậy đó là tại vì chúng ta chạy theo những thứ bên ngoài nhiều, mà chúng ta không nhìn lại những cái bên trong của mình, những phẩm chất của mình. Trong lịch sử của chúng ta có một trong những vị được gọi là Lưỡng Quốc Tràng Nguyên. Các bạn biết ai không? Họ Mạc Định Chi. Mạc Định Chi sống vào thế kỷ thứ 13 đời nhà Trần. Ông là một người rất là xấu, nhưng mà ông rất là giỏi. Ông có làm một bài Phú Ngọc Tịnh Liên rất là hay. Há rằng trống rỗng bất tài, thuyền quyên lắm kẻ lỡ thời thương thay. Nếu ta giữ mực thẳng ngay, mưa xa gió táp xem ra cũng thường. Cái nội dung của cái câu thơ này đó là nói về cái vấn đề rằng khi mà chúng ta đã có cái mực thẳng ngay này, là cái phẩm chất bên trong này, con người sống ngay thẳng này, thì gió táp mưa xa cũng bình thường mà thôi. Những cái bên ngoài người ta ảnh hưởng tới mình, nhưng mà mình vẫn kiên cố không lay động. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy như tảng đá kiên cố không bị lay động bởi gió mưa. Cũng vậy, những lời thị phi khen chê chúng ta không bị lay động. Thì Mạc Định Chí tại sao ông lại dám nói lên những lời như vậy? Bởi vì ông có cái phẩm chất bên trong. Có một lần ông đi sứ sang nhà Nguyên của Trung Quốc, họ nhìn thấy cái ông này vừa thấp mà vừa xấu, họ khinh thường. Họ mới làm một câu đố và bắt ông phải đối theo. Họ nói là: Nhật hỏa vân yên, bạch đán thiêu tàn ngọc thổ. Dịch ra là: mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày thiêu cháy vầng trăng. Ngụ ý của họ là nước lớn, có đủ khả năng thiêu cháy xâm lăng các nước nhỏ như nước chúng ta. Bắt Mạc Định Chi đối lại. Thì Mạc Định Chi mới đối như thế này: Nguyệt cung tinh đàn, hoàng hôn xả lạc kim ô. Hay không? Ông nói rằng trăng là cung, sao là đàn, chiều tới bắn rơi mặt trời. Họ là mặt trời ban ngày, họ nói là họ thiêu đốt vầng trăng, nhưng mà Mạc Định Chí cũng đâu có vừa. Ông nói rằng trăng là cung, sao là đàn, chiều đến bắn rơi mặt trời. Họ nể phục Mạc Định Chí liền, nhưng mà họ không có tha. Cái tham vọng của họ rất lớn. Họ làm sao muốn diệt được cái người này, bởi vì người này quá giỏi. Thế khi Mạc Định Chí chuẩn bị về nước ấy, thì họ mới ra một câu đố nữa. Câu đố này là câu đố sinh tử của Mạc Định Chí. Họ nói rằng nếu trên một chiếc thuyền có vua, có cha và có thầy bị đắm xuống sông, thì nếu là ông thì ông sẽ cứu người nào trước? Theo bạn thì chúng ta nên cứu người nào trước? Mạc Định Chí rất là khôn ngoan. Ông mới nói rằng thần sẽ bơi ra, và thần gặp người nào trước thì thần sẽ cứu trước. Bởi vì nếu mà mình cứu vua thì mình bất nghĩa và bất hiếu. Mình cứu cha thì mình bất trung và bất
biết nghĩa. Còn mình cứu thầy thì mình biết trung và biết hiếu. Cho nên rất là khó. Cái thời phong kiến là trung hiếu nghĩa rất là quan trọng. Và ông đã trả lời một cách khôn ngoan rằng khi bơi ra mà gặp người nào trước sẽ cứu trước. Và từ đó người Nguyên họ phục Mạc Định Chi và họ phong cho ông làm Lưỡng Quốc Tràng Nguyên, là vừa Tràng Nguyên ở nước Việt ta và vừa là Tràng Nguyên ở nhà Nguyên. Nói về câu chuyện của Mạc Định Chi để dẫn ra rằng ấy, cái vẻ bề ngoài của các bạn không quan trọng bằng cái những cái gì mà chúng ta sở hữu phía bên trong, chính cái phẩm chất bên trong của chúng ta. Đừng có quan trọng hóa cái bên ngoài. Cái phẩm chất của mình không phụ thuộc vào những cái bên ngoài. Và trên con đường mà chúng ta đi tìm cái phẩm chất bên trong, nó cũng không phải dễ đâu ạ. Tìm được cái phẩm chất bên trong không phải dễ. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều gian khổ. Thầy hỏi các bạn, cái ly nước này nặng bao nhiêu? Các bạn có biết không? Nó tùy thuộc vào cái gì? Nó tùy thuộc vào cái thời gian mà chúng ta cầm nó này. Nếu mà thầy cầm trong vòng 1 phút thì không sao. Nếu mà cầm trong vòng 1 tiếng thì có sao không? Tạm thời không sao. Nhưng mà nếu thầy ngồi để thầy cầm trong vòng 1 ngày thì có sao? Nó tùy thuộc vào cái thời gian mình cầm. Cũng vậy, chúng ta gặp bế tắc, chúng ta gặp sự khổ đau, chúng ta gặp sự cô đơn, nhiều thứ, thì chúng ta tạm thời đặt nó xuống như thầy đặt ly nước này xuống, nghỉ ngơi một chút đã. Đừng có để khổ đau này chồng chất khổ đau kia, cuối cùng mình rơi vào bế tắc, mình không còn tìm được lối thoát. Khổ đau là do ai tạo các bạn? Khổ đau của bản thân mình là do ai tạo ra? Mình tự tạo đúng không? Mà tại sao mình lại dài như vậy? Mình tạo khổ đau cho mình rồi mình vác nó đi hàng ngày vậy đó hả? Đặt nó xuống. Mình chưa tìm được cách giải quyết thì đặt nó xuống cái đã. Đặt xuống cho bớt nặng cái đã. Rồi từ từ mình tìm cách giải quyết. Đừng có để cái này chồng lên cái kia riết rồi mình không còn là mình nữa. Người ta nói rằng con tàu á, nó rất an toàn khi neo đậu ở cảng. Nhưng mà người ta đóng tàu có phải vì mục đích đó không? Không. Người ta đóng tàu vì để cho nó ra khơi, nó đối đầu với phong ba bão táp. Chứ không phải con tàu mà nó đậu ở cảng rồi cứ để nó ở đó. Mặc dù ở đó rất là an toàn, nhưng mà mục đích của việc đóng tàu không phải là việc như vậy. Có bạn nói rằng á, thôi nếu mà giờ mình bế tắc khổ đau quá thì mình đưa nhau đi trốn, hoặc là mình tìm một ai đó rồi hai người nắm tay nhau đi khắp thế gian để chạy trốn khổ đau. Các bạn có chạy trốn được khổ đau không? Các bạn trốn ở đâu? Đi đâu cho trời khỏi nắng? Mình phải tập đặt khổ đau xuống và tìm phương án giải thoát. Không bao giờ trốn được khổ đau. Nếu bạn không có khổ đau á, thì bạn cũng chẳng có hạnh phúc. Nếu bạn không có trắng thì bạn làm sao có cái khái niệm đen? Nếu bạn không có phải thì làm sao mình có khái niệm trái? Hai cái là song song với nhau. Khổ đau và hạnh phúc luôn luôn có mặt ở đó. Chỉ là cái cách nhìn nhận và chuyển hóa của mình như thế nào mà thôi. Mình đừng có luôn luôn là hướng ngoài tìm cầu. Đừng có hướng ngoài tìm một cái thứ gì đó mà mình cũng không xác nhận được, không có định hình được nó là như thế nào. Các bạn nam thì tìm cho mình một người con gái hoàn hảo để gắn bó cuộc đời. Còn các bạn nữ thì tìm cho mình xoáy, xoáy ca, đúng không? Rồi bữa giờ về tu ở đây tìm được xoáy ca nào chưa? Cái đó là cấm á nha. Vào đây là tu. Mà xoáy ca là gì? Thầy có một cái định nghĩa xoáy ca. Thầy nói đang với các bạn có đồng ý không ha? Xoáy ca là một người đẹp trai, giỏi giang, lãng mạn, quan tâm, không cờ bạc rượu chè, không đào hoa, không nạt nộ, không làm mình buồn và không tồn tại. Có bạn còn bất chấp mà bạn nói với thầy rằng á, thưa thầy là sẽ có lúc
người mình thầm yêu trộm nhớ đáp lại tình cảm của mình. Thầy hỏi lúc đó là lúc nào? Thưa thầy, khoảnh khắc đó được gọi là hoang tưởng. Mình hướng ngoại nhiều quá. Mình xem một bộ phim nào đó ha, Hậu Duệ Mặt Trời ha, rồi mình bắt những người xung quanh của mình là phải như diễn viên. Mình xem phim Hàn, phim Thái, rồi mình bắt những người xung quanh của mình phải diễn sâu như họ, như những diễn viên trong phim á. Cái cuộc đời của mình muốn phải có một cái happy ending. Và như vậy mình cứ chạy mãi, mình cứ bắt người khác. Nãy là người ta bắt mình rồi, bây giờ mình bắt người khác. Mình hướng ngoài, mình tìm cầu cái khác. Để mà bắt người ta phải làm như mình muốn. Nhưng mà tại sao cái cuộc đời của mình không có tạo một cái happy ending cho chính mình, mà mình lại bắt người khác tạo cho mình? Ai là người có trách nhiệm với cuộc đời của mình? Chính bản thân mọi người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ. Và đôi khi chúng ta cứ chạy theo cái bên ngoài, chúng ta lo lắng cho cái bên ngoài mà chúng ta quên mất cái người ngồi bên cạnh của mình năm nay bao nhiêu tuổi, hoặc là người ngồi bên cạnh của mình như thế nào. Rồi các bạn thử quay qua trái, quay qua phải, bắt tay người bên cạnh của mình hỏi bạn có khỏe không, dùng thầy con nào. Quay trái, quay phải, quay đằng sau. Hỏi đi, bạn mình có khỏe không? Bạn mình nghe giảng này giờ có buồn ngủ không? Nhưng mà tại sao thầy ngồi trên này, thầy nhìn xuống có bạn là gật đầu liên tục? Do giảng hay quá hay là do ngủ? Hãy quan tâm những người bên cạnh của mình, đừng có chạy theo những cái viển vông. Có một cái anh chàng này, anh bị lạc mất vợ. Vợ anh đi mua sắm, đi siêu thị gì đó mà bị lạc. Thì cảnh sát mới hỏi anh ta, điều tra anh ta, vợ anh như thế nào để họ mới đi tìm. Thì anh cảnh sát ấy mới hỏi là vợ anh là cao bao nhiêu. Thì anh này mới nói tôi cũng không biết nữa, hình như là 1.5m, 1.6m gì đó. Rồi cảnh sát cũng ghi chép lại. Rồi người cảnh sát mới hỏi vợ anh mập hay ốm. Hình như là hơi mập, chồng trả lời. Màu mắt của vợ anh là gì? Ông nói màu, hình như màu xanh thì phải. Tóc của vợ anh màu gì? Tôi cũng không chắc nữa, hình như nó thay đổi theo mùa. Khi đi vợ anh mặc áo màu gì? Anh chồng mới trả lời là hình như là mặc váy. Vợ anh có chạy xe đi không? Có. Xe anh như thế nào? Xe tôi là Audi A8 màu bạc, số tự động, màn hình HD cảm ứng, chế độ từ lái 4 chỗ, tay lái mạ vàng đính kim cương, bánh xe chống đinh, có kính chống đạn, xe đời mới. Anh cảnh sát ấy mới nói được rồi, tôi sẽ đi tìm xe cho anh. Anh này anh quan tâm xe chứ vợ anh chẳng biết cái gì cả. Do chạy theo mọi thứ bên ngoài nhiều quá mà mình vô tình mình không nhìn lại cái người ngồi bên cạnh của mình. Hỏi xem hôm qua bạn ngủ có được không? Hỏi xem mình ngáy to như vậy bạn ngủ có được không? Các bạn đã bao giờ hỏi những người bên cạnh của mình như vậy chưa? Bản chất của con người mình á, rất hay hướng ngoại tìm cầu. Mình chạy theo một cái xu hướng gọi là xu hướng thời đại. Những cái gì hot trên mạng là mình đều phải có tham gia. Thầy không nói tất cả nhưng đa số là như vậy. Ví dụ ha, các bạn nam ha, CR7 mà cắt tóc kiểu mà có 2-3 gạch ở đầu nè, là ngày hôm sau là có bạn cắt như vậy rồi. Rồi các bạn nữ thì phải mua đúng cái loại son hay là loại áo mà diễn viên Hàn sử dụng á mới chịu. Đa số là như vậy. Bởi vì chúng ta có cái xu hướng là hướng ngoại tìm cầu.
Nhưng mà chúng ta quên mất rằng mình có cái phẩm chất bên trong. Mình kết nối được cái phẩm chất bên trong mới là điều quan trọng. Ví dụ như cái điện thoại vậy đó, các bạn kết nối được với nhau thì các bạn có thể truyền thông với nhau. Thì có một cái câu chuyện vui về cái điện thoại như thế này. Cái anh chàng này anh đi tập thể hình, tập xong thì anh ra để thay đồ để về, thì nghe cái chuông điện thoại reng lên thì anh mới hello it's me đầu dây bên kia hello honey em đang đi siêu thị và em đang đứng ở cửa hàng nữ trang, em thấy một chiếc nhẫn rất là đẹp, nó có đính kim cương ở trên đó, anh cho em mua nhé. Thì cái anh chàng này mới nói how much, bao nhiêu, nó không có đáng bao nhiêu cả, chỉ có 1.000 đô thôi. Thì anh nói ok, hãy làm những điều em thích. Rồi cô này mới nói khoan đã anh ơi, em mới thấy một cái vòng đeo tay cũng đẹp lắm, nó màu đẹp lắm, và ở đó mình sẽ khắc tên của hai đứa mình. Thì anh mới hỏi bao nhiêu, cô này mới trả lời nó không đáng bao nhiêu cả, chỉ có 5.000 thôi. Anh nói được rồi, hãy làm những điều em thích. Và cô này nói còn một cái nữa anh ơi, một cái cuối cùng, last one. Cái gì vậy? Cô này nói một sợi dây chuyền đẹp lắm, mà chúng ta có thể dán hình của hai đứa ở mặt mặt sợi dây chuyền. Anh này mới hỏi một câu, câu gì? À, how much? Thì cô này mới nói nó cũng không có đáng là bao nhiêu cả, chỉ có 20.000 đô thôi. Thì anh mới nói thôi được rồi, hãy làm những điều mà em thích. Rồi cô kia mới nói rằng cảm ơn anh rất là nhiều, you are my everything. Và cô kia cúp máy. Thì anh này cũng cúp máy, nhìn lại cái điện thoại. Anh mới giơ lên hỏi ủa điện thoại ai đây? Các bạn thấy sức kết nối của điện thoại mạnh không? Thì nếu chúng ta kết nối được với những phẩm chất của mình bên trong, nó còn mạnh gấp 100.000 lần cái điện thoại nữa. Đức Phật dạy hãy tìm ra nguyên nhân. Ban nãy quý thầy cũng đã chia sẻ rồi, nguyên nhân của sự hướng ngoại tìm cầu là gì? Là do mình bị người khác áp đặt tư tưởng, do mình bắt người khác theo tư tưởng của mình, và do sự hướng ngoại tìm cầu. Mình đã tìm ra được nguyên nhân của cái vấn đề đó, thì bây giờ mình tìm cái phương án, phương cách để chuyển hóa nó. Cũng như Đức Phật dạy, muốn diệt được khổ phải tìm nguyên nhân của khổ. Muốn thấy được những điều mà thầy vừa nêu đó, thì mình phải tìm được nguyên nhân của nó. Và tìm được nguyên nhân rồi thì mình có hướng giải quyết, để mình đừng bị so sánh với con nhà người ta hay con của ai đó thầy không biết. Mình phải có phẩm chất của mình trước, và khi có phẩm chất đó rồi, dù có bị so sánh đi chăng nữa, mình vẫn tự hào, mình vẫn vững vàng. Như Mạc Định Chí nói đó, nếu ta giữ mực thẳng ngay, mưa xa gió táp xem nay cũng thường. Xem những cái đó là thường, đừng có bị nó làm mất đi cái bản chất của mình. Mọi người hãy tự suy nghĩ mình có được những điều gì, những điều tốt gì của mình. Mình phải suy nghĩ cho các bạn, không thể hỏi thầy thưa thầy con có điều gì là tốt, con có phẩm chất gì, không ai trả lời được câu hỏi của mình, chính mình phải trả lời được. Đừng có đi copy người khác cái cuộc sống của họ. Nếu mình copy cuộc sống của người khác thì mình đang sống cuộc đời của người khác, và mình không bao giờ là một người copy hoàn hảo cả, bởi vì họ là có cuộc sống của riêng họ rồi. Mình copy, mình nhìn họ để mình sống cuộc đời của mình á, thì mình đánh mất, mình tự xem thường bản thân mình, trở lại nhìn lại mình xem mình có điều gì.
Cái việc mà trở lại xem mình có điều gì nó không đơn giản. Nó phải có sự huấn tập hàng ngày. Đừng có tìm những cái bên ngoài mà hãy tìm cái bên trong. Vào thời Đức Phật á, có một đoàn công tử đang vui chơi với các cô kỵ nữ. Thì sau một đêm vui chơi, các công tử đó ngủ say và những kỵ nữ đó lấy hết tiền bạc của các vị công tử này bỏ trốn. Thì sáng hôm sau họ dậy họ đi tìm, thì họ gặp Đức Phật. Họ hỏi Đức Phật có thấy những cái đứa kỵ nữ đi ngang qua đây không. Thì Đức Phật mới trả lời: bây giờ đi tìm các cô kỵ nữ quan trọng hay đi tìm bản thân mình quan trọng? Mình đi tìm những cái bên ngoài quan trọng hay mình trở lại mình tìm chính bản thân mình quan trọng? Thì những cái công tử này mới bừng tỉnh ra, mới thấy rằng à, lâu nay mình quên mất cái bản thân của mình. Mình cứ chạy theo những thứ bên ngoài. Cũng giống như chúng ta vậy, đa số chúng ta cứ chạy theo những thứ bên ngoài mà quên mất bản thân của mình. Các bạn có biết bong bóng bay không? Bong bóng bay mà có đủ màu sắc đó, khi mình bơm lên thì nó bay, bay lên trời. Thì có một cậu bé này hỏi cái anh chàng bán bóng bay này là: anh ơi, nếu mà cái bóng bay màu đen nó có bay được không? Thì nó có bay được không các bạn? Được đúng không? Thì anh chàng này mới trả lời là: bóng bay bay được không phải là do màu sắc của nó, mà do những cái chứa đựng bên trong nó. Cuộc sống của mình cũng vậy, không có gì quan trọng bằng cái phẩm chất bên trong của mình. Mình tìm được nó, mình sống với nó thì không ai so sánh mình được. Mà dù có người ta có so sánh đi chăng nữa, cái việc mà trở lại với bản thân mình nó còn quan trọng hơn những cái lời so sánh đó. Mình đừng có quan tâm họ nói kệ họ. Cuộc đời là chúng ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận gạch đá từ mọi người. Nhưng mà chúng ta đừng có bị những cái đó xô ngã chúng ta. Mình phải đứng vững trên đôi chân của mình. Đừng tìm cầu nhiều quá, làm khổ. Thứ nhất làm khổ cho bản thân, và thứ hai làm khổ cho gia đình, cho cha mẹ mình. Thầy có biết một câu chuyện ở trên mạng á, là cái cô bé này lúc còn nhỏ rất là ngoan, nhưng mà khi mà đi học đại học rồi á, thì lại trở thành một đứa hư hỏng, bởi vì chạy theo những thứ bên ngoài. Và từ đó cô bé này làm cho gia đình rất hạnh phúc và một kết quả rất là đau lòng. Cái câu chuyện đó thầy sẽ đọc cho các bạn nghe. Đây là cái bức thư mà người mẹ gửi cho đứa con gái đó: con gái yêu quý, con biết không, ngày đó ông bà sinh mẹ ra khi cả đất nước còn khốn khó, gia đình ông bà cũng không ngoại lệ. Mẹ sinh ra trong cái đói nghèo ấy, nó quấn riết lấy cuộc đời của mẹ. Mẹ lớn lên, mẹ làm lụng, rồi mẹ theo ba về làm vợ. Tất cả những gì ba mẹ có chỉ là tình yêu, là hy vọng điều tốt đẹp may ra sẽ đến. Những ngày tháng ấy chầm chầm trôi qua, cho tới khi ba mẹ có con. Ôi, đó có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời nhọc nhằn của mẹ lại có nhiều niềm tin đến thế. Khi có thai, mẹ ốm nghén, mẹ không ăn được gì, cứ ăn lại ói ra hết. Nhưng chỉ cần xoa vào cái bụng dần lớn lên mỗi ngày, con đang ở trong đó, mẹ lại ngồi dậy ráng ăn để con có chất. Từ khi đó, mồ hôi hòa vào nước mắt, mẹ không làm được nhiều. Ba tất bật hơn xưa, vậy mà ba con không than một tiếng nào. Đêm nào ba mẹ cũng ra hiên nhà, ba mẹ chờ sao băng để nguyện cầu cho tương lai con được hạnh phúc, thì dù ba mẹ có cực đến đâu cũng cam lòng. Rồi ngày mẹ sinh con ra, nửa đêm mẹ trở già. Trong cái đêm tăm tối ấy, mẹ nắm chặt tay ba trên chiếc xe đạp cũ, mà chưa bao giờ mẹ thấy tươi sáng như vậy. Con mẹ sắp chào đời, con là kế tinh tình yêu và hy vọng của ba mẹ. Mẹ sắp được nhìn thấy con rồi. Sau gần 2 tiếng trong phòng mổ, con cất tiếng khóc đầu tiên. Cả đời mẹ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
bác sĩ nâng con lên, mẹ nhìn thấy con, người con ướt đẫm máu của mẹ, dây rốn vẫn nối liền với mẹ. Con chào đời, con khóc oe oe, còn mẹ vừa cười vừa khóc. Con mẹ bình an rồi, mẹ ngất lìm đi. Con khó ăn và hay ốm, mẹ lo cho con bao nhiêu thì ba còn lo nhiều hơn thế, gánh nặng kinh tế đè lên vai. Mẹ biết ba giấu mẹ đi làm tăng ca, còn mẹ giấu ba những giọt nước mắt. Con lớn lên khỏe mạnh và lém lĩnh, ba mẹ chỉ muốn gom hết gánh nặng cuộc đời vào lòng để cho con không phải khổ cực nữa. Cho con đi học, mong con thành danh, ba mẹ chưa từng nghĩ để con về phụng dưỡng. Nhưng rồi khó khăn và bất hạnh kéo nhau tới, ba con bị bệnh. Hôm đó con đang ôn thi, ba nằm trên giường nắm tay mẹ. Ba cấm mẹ không được đưa ba đi bệnh viện. Số tiền ba mẹ chắt chiu được bao năm cho con ăn học, dù có chết ba cũng không dùng để chữa bệnh, không tiêu những đồng tiền đã dành dùm cho con. Mẹ nghĩ đến ba từ thời trai trẻ đến khi ba con đau yếu, ông ấy chưa dám làm gì cho riêng mình, cứ quần quật hết đời. Mẹ nghĩ đến con, cả tương lai rộng mở của con và biết bao thứ nữa. Mẹ nhắm mắt, mẹ để ba con ở nhà chịu đựng những cơn đau. Mẹ giấu ba con để con yên tâm ôn thi. Rồi ba con ra đi. Ngày ấy, trong đám tang ba, người ta trách mẹ vô tình không khóc. Nhưng làm sao mà khóc được nữa đây? Mẹ phải mạnh mẽ vì con. Mẹ cũng đã khóc biết bao lâu rồi. Nước mắt mẹ chảy ngược vào tim. Con đi học đại học, con mang theo cả nửa đời của ba mẹ, mang theo yêu thương và hy vọng. Cứ mỗi buổi chiều, mẹ lại vào bàn học của con, nhìn từng cuốn sách cũ, lòng nhớ con day dứt. Mẹ phải làm thật nhiều để gửi tiền cho con học. Mẹ phải cố gắng vì con. Mẹ luôn tự hào vì con. Con học giỏi là mẹ vui rồi. Không biết nơi phồn hoa đô thị ấy, con sống ra sao, có được bình an không, có bị người ta chèn ép bắt nạt không. Mỗi lần con về, mẹ mừng khôn xiết, nhưng con không muốn về với mẹ thì phải. Lần về thưa dần, con cũng khác dần. Đâu rồi bóng dáng người con gái ngày nào, con như xa lạ đi, như hờ hững với mẹ. Mẹ biết hết, nhưng mẹ im lặng. Có lẽ môi trường đã làm con thay đổi, duy chỉ có tình thương con của mẹ thì mãi như thế. Mẹ thương con dù lớn vẫn là con của mẹ. Cái ngày hôm ấy, mẹ không hiểu vì sao con lại nổi giận khi mẹ muốn lên dự lễ tốt nghiệp của con. Mẹ không phải muốn lên thành phố, mẹ chỉ muốn xem ngôi trường con học, nơi con sống trong 4 năm qua như thế nào. Đến khi con nói mẹ đừng lên, mẹ như thế này con xấu hổ lắm, thì mẹ mới hiểu. Khi đó mẹ tát con, nhưng câu nói của con như cú tát vào cả đời ba mẹ. Con bỏ đi, con tắt điện thoại, bạn bè cũng nói con không về chỗ ở nữa. Mẹ rất buồn và lo lắng cho con. Con sắp tốt nghiệp rồi, sắp phải ra đời bươn chải rồi. Lúc đó con sẽ hiểu cuộc sống nghiệt ngã nhường nào. Con bỏ đi như thế, ai sẽ che chở cho con? Thật ra, cái ngày con nhập học đại học, mẹ đã bán đi một quả thận để dành dùm tiền đưa con. Mẹ muốn thấy con mẹ mặc áo cử nhân, thấy con mẹ thành công, vì đó cũng có thể là lần cuối. Dạo này mẹ bị ngất xỉu nhiều, các bác hàng xóm đưa mẹ đi khám, bệnh viện nói mẹ không sống được bao lâu nữa. Cả đời mẹ sống
chỉ để vì con mà con bỏ ra đi, đời mẹ cũng còn lại gì. Mẹ thương con hơn 20 năm rồi, dù con không còn là đứa trẻ mẹ ôm trong lòng nữa, dù con đã thay đổi quá nhiều, mẹ vẫn thương con. Mẹ không trách con còn trẻ dại. Con à, cuộc đời này cay đắng lắm, sống phải thật cẩn trọng con nhé. Giá mà gia đình ta được như bạn bè con cũng không phải thiệt thòi như thế. Nhưng tất cả những gì ba mẹ dành cho con đều là hết sức của ba mẹ, đều là những điều tốt đẹp nhất. Một tuần rồi, mẹ nhờ bạn bè, nhờ mọi người tìm con nhưng vô vọng. Mẹ viết những dòng này trong khoảnh khắc cuối cùng, lúc người ta sắp ra đi. Người ta nghĩ gì mẹ không hiểu, còn mẹ nghĩ về con. Nghĩ về cái nhìn đầu tiên khi con chào đời, nghĩ về mỗi giai đoạn con lớn lên. Ba mẹ rồi cũng chết, cũng không đi bên con mãi được. Giá mà trước khi mẹ ra đi, mẹ được gặp con lần cuối cùng, mẹ cũng mãn nguyện rồi. Ở lại bình an con nhé, ba mẹ trên trời luôn dõi theo con. Đó là một câu chuyện rất cảm động. Người con gái khi đi học đại học không còn nghĩ đến gia đình mình nữa, không còn nghĩ đến những người hàng ngày chăm sóc mình nữa. Và chính cái sự chạy theo những thứ bên ngoài đã làm cho ba, cho mẹ bạn ấy buồn lòng. Và dù bạn ấy muốn nói lời xin lỗi thì thầy nghĩ cũng đã quá muộn. Khi trực ở văn phòng, thầy thấy có rất nhiều bạn lên xin về, thì có một bạn thầy mới gọi cho ba mẹ bạn ấy rằng bây giờ bạn ấy xin về thì cô có cho về không. Thầy gọi 5 cuộc điện thoại mà không được, thì khi cuộc thứ 6 thầy gọi, thầy nói như vậy, thì cô ấy mới nói rằng thầy xin lỗi thầy, nãy giờ trời mưa cho nên con phải dọn hàng, không là nó bị ướt cho nên con không có nghe điện thoại được. Thì thầy mới nói là bạn ấy xin về thì cô có đồng ý không. Cô ấy mới nói là con khuyên nhiều lắm nó mới chịu đi tu, thầy hoan hỷ cho ở lại được không ạ. Nhưng mà thầy nói với bạn ấy thì bạn ấy cũng nằng nặc là nói con ở không quen, cứ đòi về. Mà trong khi đó cứ đòi ba mẹ lên chợ về, nhưng mà mẹ của bạn ấy thì phải vất vả, trời mưa như vậy dọn hàng ra bán, bây giờ trời mưa phải dọn vào, vất vả như vậy mà bạn ấy cũng không hiểu. Thì sau một hồi nói đó, thì cô nói với thầy rằng á, thì thầy hoan hỷ cho chờ để bố của bạn ấy là đi làm tài xế xe buýt đó, để lái xe buýt xong cái chuyến đó rồi ông sẽ lên đón về. Thì thầy nghĩ rằng chúng ta ở đây chúng ta sung sướng như vậy, nhưng mà đâu biết rằng ba mẹ chúng ta bên ngoài có nhiều điều khổ cực, mong muốn những điều tốt đẹp đến với chúng ta, mong chúng ta sống thực với bản thân của mình, đừng có chạy theo những cái gì giả tạm bên ngoài để làm buồn lòng cha mẹ. Cuộc đời bao nỗi đắng cay, nhìn về cha mẹ lệ cay nghẹn ngào, hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ cả đời cưu mang, cho con cuộc sống vinh quang, tương lai tươi sáng muôn vàn mai sau. Tóc nay mẹ đã bạc màu, vì bao khổ cực giải dầu sớm trưa, thương con không quản nắng mưa, thức khuya dậy sớm mưa giông không màng, gian lao khổ cực nào than, cho con no đủ hiên ngang với đời. Con đây chẳng nói nên lời, nghẹn ngào nước mắt
lòng này khắc ghi: lạy cha, lạy mẹ, con quỳ, công ơn trời biển, đời đời không quên. Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng nếu bây giờ chúng ta không hiểu thì đời đến khi nuôi con, không biết chúng ta có còn cơ hội để hiểu được lòng cha mẹ hay không. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm những thứ bên ngoài, chúng ta chỉ quan tâm cho bản thân mình với những thứ được cho là giả tạm. Còn đối với cha mẹ mình thì mình lại quên mất. Có thể đôi lúc cha mẹ chúng ta buồn chúng ta, so sánh chúng ta với người này người nọ, nhưng thầy nghĩ không có cha mẹ nào mà không muốn cho con cái mình được tốt cả. Những gì cha mẹ mình làm đều là vì con, vì cái. Những gì cha mẹ mình hy sinh đều muốn vun đắp cho cuộc đời của mình. Và người ta chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đó là trách nhiệm của cha của mẹ, và nước mắt thì không bao giờ chảy ngược. Cho nên trong những khóa tu, những buổi pháp thoại, quý thầy chỉ mong muốn tất cả mọi người hãy nhìn lại bản thân, nhìn lại những người xung quanh, và những người gần nhất đó chính là cha mẹ của mình. Tập sống với những phẩm chất của mình, những giá trị của mình, đừng chạy theo một ai cả. Sống, khi chúng ta sống với giá trị, với phẩm chất của mình, nhìn lại những người xung quanh của mình, và khi đó mình cũng tự hào với bản thân, và cha mẹ cũng tự hào mà nói với người khác rằng đó chính là con nhà tôi đó, chứ không còn sự so sánh với con nhà người nào cả. Dù cho con nhà người ta có như thế nào đi chăng nữa, họ có học giỏi, có thành công, nhưng mà chúng ta biết phấn đấu, biết vươn lên, thì cái sự phấn đấu vươn lên của ta đã là sự thành công của mình rồi. Còn đối với những người khác, đối với những thứ khác mà người ta đạt được đều không quan trọng. Quan trọng là trong mỗi chúng ta có được cái phẩm chất gì, có được điều gì để làm cho bản thân mình tự hào, và chính cha mẹ mình cũng tự hào khi nói với chính bản thân cha mẹ, cũng như nói với mọi người rằng à, đó chính là con của nhà tôi. Thì quý thầy xin chúc toàn thể các bạn sống được với chính bản thân mình, làm được những điều mà mình mơ ước, và luôn luôn tìm thấy được cái phẩm chất bên trong của mình, để mình sống với chính mình, để mình làm tự hào cho bản thân cũng như cho cha mẹ các bạn. Trong đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiểu biết, là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiểu
và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Cuộc sống đời không phụ mình, thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiểu biết là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng để chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét gánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiểu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét gánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiểu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hiểu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ. Hè vừa sang vai mang hành trang, đang thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sang người. Hè vừa sáng vai mang hành trang, càng thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh.
đường trần gian phong ba, bạn ơi mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân nắng còn mãi sáng ngời. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chưa tràn tình ta, ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quân xanh. Đường chân gian phong ba, bạn ơi mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Đường chân gian phong ba, bạn ơi mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Nhớ đến những lúc ta sớt chia muôn phiền, và có những lúc ta ngã trên đường đời, thì bạn và tôi chia đôi cùng gian khó. Làm sao nơi hết những ký ức đó sẽ mãi không phai mờ, tình bạn tri kỷ ta mãi không sao quên. Bạn ơi xin khắc ghi trong dù có những lúc sóng gió vấp ngã trên đường đời, thì bạn cùng tôi chia sớt bao nỗi buồn. Mình sẽ hát mãi như mãi câu hát cho tình bạn. Bạn hiền ơi, mình bên